Chào mừng quý vị khán giả và các em cùng đến với chương trình Ước mơ của em. Và ngày hôm nay chị Mai Phương nhận được một lá thư. Nhưng trước tiên thì chị Mai Phương sẽ làm nhiệm vụ của mình, đó là liên lạc với hiệp sĩ của chúng ta. Không biết là bây giờ hiệp sĩ đang làm gì đây ta? Alo, chào Mai Phương, hiệp sĩ sẵn sàng rồi đây. Rồi, hôm nay thì Mai Phương sẽ giao cho hiệp sĩ một nhiệm vụ. Đây là ước mơ của bé Nguyễn Thúy Tường Vi, 10 tuổi, ở tại Thủ Đức. Bạn ấy có ước mơ là học làm tóc bởi vì bạn ấy có khiếu làm tóc và thích làm tóc từ hồi còn bé lận. Mai Phương ơi, hơi thắc mắc là tại sao cứ mà thắt tóc, làm tóc, cái gì mà cũng liên quan tới hiệp sĩ Chí Thiện hết trơn vậy? Mấy lần trước là vô tình, mà lần này thì là Mai Phương cố tình đó. Và cố tình tại sao thì bây giờ hiệp sĩ cứ đến gặp Tường Vi đi rồi sẽ biết mà. Bây giờ hiệp sĩ sẽ lên đường nhận nhiệm vụ đây. Tạm biệt. Bây giờ thì hiệp sĩ đang tìm Nguyễn Thúy Tường Vi. Hiệp sĩ nghĩ rằng ngày hôm nay chắc chắn nhiệm vụ của hiệp sĩ rất là dễ. Có ai ở nhà không ạ? Dạ, em chào chị. Em là hiệp sĩ Chí Thiện đến từ chương trình Ước mơ của em. Em gặp bé rồi không chị? Dạ. Chị ơi. Ủa chào con, sao con lớn hơn những gì chú nghĩ vậy? Con là Nguyễn Thúy Tường Vi đúng không? Không, con là Nguyễn Hoàng Thúy Phụng. Nguyễn Hoàng Thúy Phụng hả? Con tên Nguyễn Thúy Tường Vi. Giỡn mà. Con là Nguyễn Thúy Tường Vi hả? Ồ. Ước mơ của con là gì nè? Dạ, làm tóc. Con muốn làm kiểu như thế nào? Thắt bính kiểu thắt nước, bính đuôi tôm, nhiều lắm. Con đi trên cái gì, TV với lại trên mạng á. Mà em mới lúc trước á, con thắt theo. Mà đẹp không? Chú cũng biết thắt. Sao con cười, con không tin chú à? Trước khi mà thực hiện ước mơ thì chú luôn có một nhiệm vụ dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Chị bình thường là ở nhà bé có hay thắt tóc cho chị không? Nó không có thắt tóc cho chị mà nó là mấy đứa ở xóm á, nó xuống nó thắt hoài. À, thắt cho nguyên một xóm luôn hả? Từ lúc khi nào mà bé lại thích thắt tóc vậy chị? Chắc cũng 2 năm rồi đó. Con cười cái gì? Con chắc rồi. Hả? Thưa con chắc rồi. Đây, sản phẩm của Thiện. Cái kiểu thắt này là kiểu thắt mới. Đây là một loại thắt biến tóc lộn xộn thôi. Tôi nghĩ là thắt biến tóc nước rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay khi mà con chú thấy là con làm được như vậy rồi, con muốn học theo kiểu gì nữa? Dạ cắt nhiêu. Thì chúng ta sẽ đi tới một cái tiệm làm tóc nào đó để coi mình học được những gì. Mẹ ơi, mẹ cho con đi với chú hiệp sĩ, cho con thực hiện ước mơ của mình. Con đi chừng nào con về? Chắc khi nào xong rồi về. Có thể mai mốt luôn á. Khó lắm á. Được không? Có quyết tâm không? Dạ có. Rồi, đi thôi. Chào em. Dạ, tôi coi là con muốn làm một thợ làm tóc. Con còn nhỏ quá là sao con học được. Cảm ơn nhiều, thôi. Em nó còn nhỏ quá, rồi có gì để chú suy nghĩ lại ha. Rồi chú báo sau. Cảm ơn anh nhiều. Rồi. Bây giờ mình đi tiếp nha. Mới có 2 tiệm thôi. Chú tính là nếu giỏi lắm thì nếu mình hôm nay mình may mắn thì chắc được 15 tiệm là mình được vô rồi. Nếu mà con lớn thì chú sẽ nhận con. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúng ta vẫn chưa nản lòng. Chúng ta tiếp tục đi. Mình sẽ đi tiếp. Quan trọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ học được những gì. Hiểu không? Bây giờ có tiệm tóc nè. Chào hai bạn. Mình là hiệp sĩ Chí Thiện đến từ chương trình Ước mơ của em. Và hôm nay nhiệm vụ của mình là sẽ thực hiện ước mơ cho bé Vi. Con có ước mơ là con sẽ trở thành một thợ làm tóc. Con nhỏ vậy rồi con có làm được không? Con xin cô giúp cho con. Bây giờ có con ở đây sẽ như thế nào? Có con ở đây thì khách của con sẽ tới đường được. Đúng rồi, con sẽ đứng ở ngoài con chào con bảy khách luôn. Để cô thử thôi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái kiểu tóc là thắt bính thắt nước ha. Hồi trước giờ ví dụ như trước khi thắt bính con sẽ làm cái gì? Mình chải. Có xịt keo hay là sáp hay là cái gì không? Mình phải xịt keo. Rồi mềm dùng để mình thắt, còn lại cứng mình giữ để định hình cái nếp tóc. Không? Suy nghĩ về cái thắt nước của con thì con sẽ thắt như thế nào? Thắt cô coi đây.
rồi, được rồi các. Thác thì cũng ra thác á, nhưng mà cái bố cục khi mà ra được cái kiểu đẹp cho cái gương mặt thì con chưa có làm được. Thế bây giờ cô sẽ làm cho con coi nha. Thác nước thì có hai loại, 2 giây và 3 giây. Thác này là thác 2 giây ha. 1, 2, 3 là 3 sợ đúng không? Sợ thứ nhất nằm vô chính giữa, sợ thứ hai nhảy lên đây, được chưa? Cái mình cứ từ từ bình tĩnh, mình có cảm nhận được những cái sợi này nó phải đều nha. Đúng rồi, bỏ xuống thì sao lấy cái hát lên đó, giỏi quá. Bé đã thực hiện được xong cái kiểu tóc tết tóc kiểu thác nước ha. Tài năng trẻ như là giỏi rồi. Bây giờ cô sẽ chỉ cho con một cái kiểu bế ha. Đơn giản nhất ha, mình được kết hợp từ một cái kiểu tết tóc. Cho nó đi theo cái đường như thế này. Đây gọi là gì vậy? Hả Vi? Dạ đuôi tôm. Em có hài lòng với cái mái tóc này không? Em có thấy mình đẹp không? Em thấy là dễ thương hơn và đẹp hơn lúc ban đầu. Ừ rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Tức là khách hài lòng rồi đó, vậy là được rồi. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em. Mình làm tốt rồi, giờ nói với mẹ thì nó là chuyện bình thường đúng không? Chú nghĩ ra một kế hoạch này để có thể làm cho mẹ hồi hộp một tí. Mẹ ơi. Cái gì vậy con? Con cắt làm cắt TikTok người ta rồi. Trời ơi. Cắt mình phải cắt cho khéo chứ con cắt mà như vậy làm sao con học được nghề được. Người cắt ta mình... kêu mẹ qua bắt đòn rồi. Mẹ không biết bây giờ kêu người ta, mẹ không có dám qua bển đâu á. Mẹ qua đi chứ sao là mẹ qua đi đi. Mà sao nói mỗi lần mà con bối rối hay con sợ gì á, khi mà con nói chuyện con hay bơi lắm hả? Dạ. Dạ không. Hôm nay con nói chuyện con bơi quá trời luôn á. Con kêu mẹ qua đây. À, con kêu mẹ qua đây rồi con có dễ hả? Đi vô. Vô người ta có bắt không? Không. Trời ơi, dạ. Sợ người ta bắt thôi. Được sao ra đi vô. Rồi, đây là cô Trúc, người dạy bé nãy giờ. Rồi, chị cứ ngồi đây. Bí mật. À. Làm bất ngờ. Ừ, làm bất ngờ thôi. Thật ra là bé cũng đã học được rồi. Giờ sẽ trổ tài cho chị xem. Cái này làm có đẹp hay không? Sao anh được? Cũng được đúng không? Con thấy sao? Con cũng thấy không đẹp. Là do cái góc độ của con cầm á. Con quên cái góc độ đi. Với đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi con bắt những cái con bính này nè. Không, con bắt nó không có đều. Đều một xíu nữa là sẽ đẹp hơn. Do là con chiều cao của con á, nó hơi bị hạn chế không? Rồi, mời cô. Gia đình ủng hộ bé về cái ước mơ này đúng không? Đúng rồi, nói ông thích ngày nào mà con thích ngày nào. Anh nói chắc con thích làm tóc. À. Nãy giờ thì em sẽ thấy là bé Vi á ở trong đây thắt, còn ở ngoài thì hà tay xuống. Ok, được rồi, từ từ. Cô Trúc rất là quan tâm mà sợ là thắt xấu hay sao. Mái tóc chuẩn hơn. Rồi bây giờ là ngày hôm nay con đã học được thêm kiểu thắt rồi và thắt chắc tay hơn rồi. Cô Trúc chỉ cho con là những cái vừa tuổi của con thôi, và còn những cái công việc cao hơn nữa giống như là uống tóc thì sau này khi mà con lớn lên con sẽ tìm hiểu. Cảm ơn cô Trúc vì đã dạy cho con những kiểu tóc mới. Cô chỉ hết lòng cho con thôi. Bé Vi thì thật sự là bé có khiếu, tại vì con trai mà bé có thể thắt được những kiểu bính như vậy là nói chung là bé giỏi. Cô cũng nhắn nhủ đến
tất cả những cái bạn trẻ có cái nhiệt huyết đến cái nghề tóc salon, mình sẽ dạy miễn phí cho những bạn đó. Và bây giờ thì ước mơ của con đã thành hiện thực rồi, và bây giờ cái viên gạch đầu tiên chú đã giúp con xây đó, còn tiếp tục cố gắng được hay không là nhờ con nha. Dạ. Bây giờ thì phải chào tạm biệt các bạn rồi, và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau ước mơ tiếp theo nha. Tạm biệt. Nào bây giờ thì các em đã nhận được ra điều đặc biệt trong ước mơ ngày hôm nay chưa? Đó chính là nhân vật của chúng ta đúng không nào? Chị Mai Phương cứ nghĩ là Tường Vi chắc chắn sẽ là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và phải nói rằng là chị Mai Phương rất là khâm phục Tường Vi nha. Là bởi vì Tường Vi rất là khéo léo. Và cùng với sự cố gắng của Tường Vi và Hiệp Sĩ thì chúng ta cũng đã hoàn thành được ước mơ ngày hôm nay rồi. Còn bây giờ thì Mai Phương rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả và các em. Xin chào và hẹn gặp lại. Chaka!